Nếu như bạn chưa từng thấy một con chó lười, thì video hôm nay sẽ giúp bạn mở mang tầm mắt. Con chó này tên là Rong. Chủ nhân nhận xét về nó thế này: từ khi Rong lớn, thì nó chưa từng đi xa quá 50 mét. Có thể nằm y thì tuyệt đối sẽ không cử động. Trong thế giới của Rong, không có gì là quan trọng nhất. Nếu có thì đó là nằm ườn không vận động. Lúc này, chủ nhân đang cố gọi Rong ngồi dậy. Nhưng dù chủ có chọc như thế nào, Rong vẫn cứ nằm yên không nhúc nhích. Thử người ra, như kiểu không thiết tha gì cuộc sống này. Chủ chia sẻ nếu không quan sát kỹ thì trông nó không khác gì đã chết cả, cứ nằm đó không chút sức sống. Rất nhiều người khi thấy Rong lần đầu đều tưởng đây là chiếc gối đầu hình con chó, chứ không nghĩ là một con chó thật. Tuy Rong nổi tiếng là lười, nhưng không hẳn là hoàn toàn vô dụng. Để các bạn nhỏ chuyên tâm vẽ tranh, trường học gần đó luôn mượn Rong làm mẫu. Cô giáo nói rằng nếu là mẫu giả, các bạn nhỏ sẽ không chăm chú vẽ tranh. Nhưng mẫu là con vật thật, thì các bạn nhỏ sẽ thích thú mà vẽ tranh. Mà Rong chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, bởi vì nó sẽ không cử động. Do đó, không khác gì mẫu giả cả. Dù nằm hay ngồi, nó đều im như tượng vậy. Như vậy, các bạn nhỏ có thể tập trung vẽ một con chó rồi. Chứ các con chó khác sẽ không ngồi im thế này, khiến các bạn nhỏ mất tập trung, khó vẽ tranh. Đương nhiên, để mang Rong tới đó cũng khá khó khăn. Khi về nhà cũng không khác gì. Tan học mọi người trở về nhà, Rong vẫn cứ nằm đó như chết không nhúc nhích. Cho dù chủ có lay thế nào, Rong cũng không phản ứng lại. Chủ nhân đành ngậm ngùi ôm Rong về nhà. Quãng đường từ trường về nhà chỉ mất 5 phút, nhưng đi cùng Rong cần mất 1 tiếng đồng hồ. Bởi vì Rong cứ đi một chút lại đứng im, bế thì nặng, đẩy thì miễn cưỡng đi thêm được vài bước. Nếu để Rong tự đi thì gần như là không thể. Đi lại là điều khó khăn dù thế nào cũng vậy. Chủ nhân chia sẻ tuy Rong rất béo, nhưng nó ăn rất ít, hơn nữa còn không thích ăn thịt, thậm chí ghét ăn thịt. Nó chỉ thích rau xanh. Chỉ cần đưa nó một lá rau, nó sẽ vui mừng khôn xiết, thậm chí có thể chạy đến để ăn. Chủ nhân đã từng thử rất nhiều cách để Rong vận động, nhưng đều thất bại. Tổ chương trình gợi ý, chủ nhân làm cho Rong một cuộn rau, dùng nó giúp Rong luyện tập. Nhờ sức hút của cuộn rau, Rong đúng là đã chịu nhúc nhích, nhưng không ngờ nó chỉ đi 10 mét đã dừng lại rồi. Rong nhận ra hình như chủ đang lừa mình, nên nằm ườn xuống bên tường. Người chủ bất lực, cố gắng kéo Rong dậy. Nhưng bất ngờ, chỉ đi một bước, nó lại nằm lăn ra đất, ra vẻ không còn gì nuối tiếc. Người chủ bất lực, lấy một chiếc xe đẩy, ngậm ngùi đưa Rong về nhà. Người chủ bảo rằng, lúc Rong còn nhỏ không như vậy. Lúc nhỏ nó hoạt bát lắm, thích chạy nhảy, lăn qua lại. Không ngờ lớn lên thay đổi như thế. Hiện giờ đang nuôi 2 con chó, một con tên là Miêng. Miêng thì rất nhanh nhẹn, chẳng giống với Rong chút nào. Thật không thể hiểu nổi, cùng là chó mà lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Rong hiện giờ mỗi ngày phải ngủ ít nhất khoảng 20 tiếng. Cho dù thức dậy cũng là trạng thái buồn ngủ. Nằm là có thể ngủ ngay, ngồi ngủ thì cũng dễ hiểu, nhưng đứng cũng ngủ được, đi đường cũng ngủ được thì thật khó hiểu.